Xin chào các bạn, ngày hôm nay chúng ta hãy cùng đến trải nghiệm khách sạn The View Sapa Hotel nhé. Khách sạn nằm trên đường Violet, sảnh chờ được bố trí nhiều ghế ngồi với máy lạnh và wifi miễn phí. Bên cạnh đó, ở đây cũng có tiện ích lễ tân 24 giờ. Khách sạn có tất cả 75 phòng, có thể di chuyển bằng thang máy khá dễ dàng. Và đây là phòng của chúng ta với 2 giường đơn. Tổng quan thì trang thiết bị cũng khá đầy đủ, từ tivi, điều hòa, có cả dịch vụ massage nữa. Các bạn cũng có thể tham khảo các dịch vụ khác với giá kèm theo. Tấm vải trải giường ở đây được thiết kế với họa tiết thổ cẩm của người dân tộc. Phòng tắm thì cũng tiện nghi, nói chung là đầy đủ. Nhìn ra ngoài ban công chính là dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ. Khách sạn này cũng có cả hồ bơi nữa nhé. Buổi sáng thức giấc, các bạn có thể trải nghiệm cảnh phố chìm trong mây. Bữa sáng ở đây bắt đầu từ 6 giờ 30 phút. Phòng ăn cũng khá rộng rãi và thoáng mát. Thực đơn cho bữa sáng khá đa dạng, từ salad, bánh mì đến bún, phở, cơm rang, có cả hoa quả nữa, phù hợp cho cả khách trong nước và quốc tế.
người bạn đồng hành của mình rất thích thú với món phở của Việt Nam. Và đây là bữa sáng của mình. Hẹn gặp lại các bạn tại Sapa.